chắc chắn với mọi người là tôi có một thông tin này là mọi người chưa bao giờ biết. Tin gì? Là sắp tới đây có một người tới tiếp quản công việc của chú Toàn. Ai? Rồi. Ai mày? Đó chính là Triệt Tùng. Hả? Tên lạ ha. Triệt Tùng á? Cái đó là party. Party là gì? Party á. Triệt Tùng ăn mừng á. Triệt Tùng chứ không phải là Tiệt Tùng phải không? Triệt Tùng, T R I E T. Hiểu không? Bạn có biết là trong mỗi con người của chúng ta là có biết bao nhiêu con vi khuẩn không mà bạn tiến tới bạn ôm mình như vậy? Đâu có, tại vì mình mới gặp nhau, mình muốn làm quen, mình giao lưu của mình ôm một cái. Đừng. Bạn biết là trong cái tay mình là ít nhất là 5.000 con vi khuẩn rồi mà bạn có ôm nữa nè. Bạn trắng này mình không nói ra, bạn là bạn đen hơn người ta, làm vi khuẩn bạn gấp đôi người ta đó. Đúng rồi, tôi sẽ ra thêm một cái luật mới. Tất cả mọi người trong xóm để giữ gìn vệ sinh, để trở thành một cái gọi là một cái xóm mà sạch sẽ nhất Đông Nam Á. Mọi người còn phải đeo khẩu trang và bằng áo quần áo kín mít vô để không bị vi khuẩn. Vào đi bạn ơi. Ấy. Khoan. Gì bạn? Gì vậy? Thằng đang chơi vui mà. Bạn tự nhiên đang chạy nó đau bụng quá ta. Trời ơi, gì đau bụng bạn. Ê, bây giờ rời giùm cái coi. Đâu có việc gì đâu. Không có bị gì không? Không bị gì hết á. Vậy mày vô bị đi. Bị gì hả? Bị gì? Tao đụng banh rồi nè. Ấy, bạn vô bị gì bạn ơi? Ô, bạn ơi. Mày có biết trong đá banh có cái tinh thần gọi là fair play không? Vậy mày có biết trong đá banh có thế nào gọi là chơi tiểu xảo không? Tiểu xảo cái gì? Mày đang chơi bẩn với tao. Chơi bẩn gì vậy? Tao dạy mày ra chiến trường được bây giờ nhân nhượng cái đối thủ hiểu không? Cái đó tao dạy khôn mày đó, mày bị đi. Ơi, hai bạn mày ơi. Mày vừa phải thôi. Chơi đi, con. Bạn làm đi đâu cáu gì vậy? Qua gì vậy? Chân đồng ngoáy kìa. Vô mà tao chưa bắt xe mà, Chưa bắt xe. Bác xe, đừng biết bác xe không? Ồ, đau bụng quá. Kệ mày chứ. Đau bụng rồi sao? Hết đau rồi. Rồi. Bạn đợi bác xe bạn ơi. Đợi bác xe. Sao đây? Đợi bác xe bạn. Rồi, bác xe anh. Đi mà. Vào đây nào. Ưa thật chứ. Quay. Quay. Ê. Chửi gì bà ơi. Ê, chửi gì bà. Mày đá banh sao mày chết lộn hả? Mày ôm sao quá vậy? Anh dọn để tao thích thôi, mới có như mày thôi. À vậy hả? Mày chơi bẩn à? Ê. Anh bỏ tao ra. Gì hả? Không chơi với mày quá. Thì đang chơi vui rồi bạn. Hai thằng mày chơi tao. Chơi mày nào? Chơi mày hồi nào? Mày nói tục vừa nha bạn. Hai thằng mày chơi xấu tao. Mày đá banh không kỹ thuật hiểu không? Đúng rồi. Mày chơi bẩn như kỹ thuật cái gì? Tao bẩn rồi nào? Giữ thấy banh mày giả vờ mày nói chuyện mày ra mày lấy banh của tao. Anh em bị dụ làm gì? Mày lớn rồi mày phải biết suy nghĩ chứ. Đúng rồi. Mày lớn cái gì tới tao? Tại tao tin bạn bè tao. Ôi. Nghĩ mày là con người thật thà. Ôi, không ngờ mày là con người gian xảo. Mày sống bẩn gì? Mày nói cho tao đúng mày. Mày đừng có đánh nhau mà. Cái gì? Tất cả im lặng. Ba người đã bị bắt về cái tội mà gây tiếng ồn ở trong xóm. Hả? Tôi đề nghị là tất cả là phải đeo khẩu trang vô để giảm cái hiệu ứng tiếng ồn. Không có bị liên quan nổi. Không thấy con nào đang đá banh mà đeo khẩu trang không? Điên cái gì tôi không cần biết. Bây giờ đá banh hay chửi lộn gì cũng phải đeo. Một là đeo khẩu trang vô, hai là tôi sẽ mét với chú tôi phạt mấy người. Hả? Đây, lấy mọi người một cái. Lấy đi ba mách chú Toàn nữa. Vui lòng chấp hành nghiêm chỉnh, luật lệ đã được đặt ra. Lát nữa thu tiền khẩu trang sau. Chửi lộn thì đeo khẩu trang, chửi nhỏ nhỏ thôi, đừng có chửi lớn quá. Không được đánh nhau, nghe chưa? Ê, kêu là đeo khẩu trang là đeo vô giống tôi nè. Chứ không phải là đeo lên đầu, đeo xuống càm, đeo con mắt nha. Thì không kêu đeo, phải đeo chỗ nào chứ? Rõ ra là đeo vào mồm thì người ta mới biết đeo vào mồm, nó đeo khẩu trang hay biết đeo chỗ nào? Đeo ở ngoài cái mồm chứ không phải là vào mồm. Rồi. Làm ơn che cái lỗ mũi với cái miệng lại. Đó. Tốt, chấp hành nghiêm chỉnh như vậy là tốt. Lát nữa qua bên chỗ tôi là trả tiền khẩu trang nghe chưa? Chứ gì trả tiền khẩu trang nữa bạn? Điên. Quay ra tôi nóng. Ê, tôi nóng mày lắm rồi, hai bạn có tính kiếm mối đúng không? Ê, nó lên cơn rồi bạn, đi qua mày. Không, tại đeo khẩu trang nó ngập thở. Mày tào lao. Bực thật đấy chứ, tao đang bực mày nó ra, tao bực nó hơn á. Tao bực nè. Đeo vô. Giờ muốn phạt hả? Tôi là quan sát 24/24 nha. Nó tới đó kiếm mối đi. Mày giống như là nó có cái gì mà bình bình. Ừ. Cái gì á. Nó coi đi chưa? Rồi.
Ơi ơi, mày nghĩ đi, chơi thể thao đang sức mồ hôi ra phải thở hồng hộc, đeo khẩu trang mà bịt thở sao? Bữa đang ăn nó sọc vô nó bắt đeo khẩu trang. Ăn đeo khẩu trang, đeo bà nào ý nó chưa đeo khẩu trang. Đúng rồi đó. Đó, ít bữa tao nghĩ ít bữa nó làm luôn đó. Có thể là đi toilet nó mặc đeo khẩu trang luôn không? Toilet thì còn hợp lý. Trời ơi, thời tiết này ăn khoai thì còn gì bằng nữa trời. Mày nói tao gì? Mày làm sao vậy? Mày nói cái gì? Tao nói mày á. Tao thách mày đeo khẩu trang này, cãi lộn thắng tao á. Thách mày tháo khẩu trang rồi đó, chuyện của tao. Quay! Đeo khẩu trang á. Hai bạn ơi, hai bạn có thể nào bình tĩnh để cho tớ ăn khoai được không? Mày điên hả? Chỗ một cây lộn mày ăn khoai, mày có khùng không? Tao thách mày đeo khẩu trang ăn khoai á. Vô đây mày. Mày bỏ khẩu trang ra nói chuyện với tao. Ủa hai bạn ơi. Nói chuyện, hai bạn ơi. Rồi mày bước được tháo. Hai bạn ơi. Ủa vậy là tớ bị chửi hả? Tớ ăn khoai. Ai à? Vô đây bể mày. Sao? Giờ mày tính làm sao? Ủa hai bạn ơi. Tao hỏi mày cần mua cái gì đó. Tại sao? Ai à? Vừa phải thôi chứ. Mày muốn làm sao? Ủa hai bạn ơi. Hả? Cái gì? Tao muốn mày làm gì? Hai bạn ơi. Mày. Đó. Cái gì ồn ào vậy? Cái gì ồn ào vậy? Phạt nó đi. Cho nó chết đi. Quay. Phạt nó đi, hãy phạt nó đi đại ca. Phạt gì? Phạt ở đây trước nè. Tôi bắt quả tang rồi nha. Ăn khoai lang mà không đeo. Ủa, ăn khoai lang đeo khẩu trang là sao ba? Đeo khẩu trang rồi sao ăn? Phải đeo khẩu trang mới vệ sinh được, hiểu chưa? Cái gì? Nói cái gì? Rồi ba ăn sao? Cãi hả? Để tôi làm cho coi. Ăn thử cho con một lần rồi nhớ nghe chưa? Khẩu trang đeo vô ăn không nhớ. Đây cầm nè. Ồ. Chỉ một lần nhớ nha. Đeo khẩu trang nè. Bạn đeo khẩu trang này. Trời ơi, ông tơ bà tơ ơi, hai người có sống hôn thác thiết thì mau phù hộ cho hai thằng bạn con được khỏe mạnh. Trời ơi, Thọ ơi, nhìn mày tao buồn quá, tao không ngờ mày đi nhanh như vậy. Trời ơi Lộc, còn mày nữa, tại sao mày lại bỏ tao? Tại sao mày lại đi nhanh như vậy chứ Lộc? Tỉnh lên đi, đây là thuốc buồn ngải, tao không có cách chữa mày ạ. Rồi, tụi mày lên cơn hả? Được rồi, đợi tao một chút nào. Trời ơi, tao chưa biết cách chữa buồn ngải mày ơi. Chờ tao một chút đi. Rồi, tao sẽ tìm một cách tao giúp tụi mày. Rồi, trời ơi, hai thằng bạn tôi. Trời ơi, được rồi, ta sẽ giúp mày mà. Tụt quần, rồi, ta sẽ giúp mày mà. Tụi mày cứ bình tĩnh đi nào. Ôi, lửa không lên rồi. Rồi, trời ơi. Ôi ạ. Trời ơi, Thọ ơi, Lộc ơi. Thọ ơi, linh hồn của Lộc và Thọ hãy về bên anh. Người yêu ơi, có biết tôi nhớ Thọ và Lộc. Đã bao năm tháng qua, Thọ và Lộc nhớ mình à. Tại vì sao Thọ đi xa vậy Thọ ơi Thọ? Em như vậy. Vậy là tụi mày chưa chết hả? Cái bài đó mày khác nước kêu nước uống nhiều. Không, nói kêu nước. Ôi ơi. Wow, từ. Mày nói dễ nghe lắm. Rồi lát nói chuyện sau nha. Mày sao mày bị sao? Tao bị cắt nước qua. Ừ. Tao bị cắt nước có mày uống. Cái mày lấy nước cho là sao? Tao xin nước mà. Wow, hai bạn tôi nói chuyện
khó hiểu quá. Rồi mày dịch của tao gái. Đây à. Thằng nó. Mốc gì mày nào không? Wow. Mày nào không? Wow. Ngoài cái lộn nghiêng của đi nè. Hai đứa này lộn quá vậy đâu. Giờ này đi. Cho mày à. Khoan. Trời ơi. Tao đi lấy nước cho mày. Trời ơi. Hai thằng đàn ông nhìn miệng như hai con đàn bà á trời. Nè nước nè. Trời ơi. Thật chiều hai tụi mày cũng mệt lắm luôn á. Rồi hai tụi mày hết bệnh rồi đúng không? Không bị bệnh đâu mà hết. Trời ơi, coi cái giọng thì tao tưởng tụi mày bị bệnh. Bệnh gì đâu? Khan tiếng. Bị khan tiếng á. Mất tiếng. Mà sao mày đeo khẩu trang á gì vậy? Trời ơi, đeo khẩu trang nghe lời Tùng nè. Tao tưởng hai đứa mày bệnh rồi tao mua nè. Đó. Khẩu trang của tụi mày. Ôi mày mua chi mà nhiều chứ vậy? Trời ơi, có gì đâu thì hai thằng mày bệnh mà. Mày tí đâu mua dữ vậy? Trời ơi, mày khủng quá. Tiền năm gì? Ê, hỏi thật nha. Hả? Tao mày phải anh em tốt không? Trời ơi, mình em hả? Mình nói chung phòng anh em trước vậy? Cái hộp khẩu trang này tao lấy tiền của mày tao mua. Sao sao? Không có tiền đâu, thật mà. Tiền tao không biết cái đâu mà mày lấy. Sao sao? Tiền để trong túi á. Túi nào? Hả? Túi quần á, túi quần đi học của mày á. Cho chưa? Cho mức giải, thằng mức giải. Thôi, mình mày mày không bao giờ chịu bỏ tiền ra mua cái gì nhá. Ê sao mày nói được giọng bình thường rồi nè? Tại tao vui quá. Thằng này nó chuyên giấu tiền, có bao giờ bỏ tiền nó tiêu cái gì đâu. Mày lấy tiền tao cái gì hết khang tiếng luôn, thấy không? Mày nói chuyện bình thường rồi nè. Hết khang tiếng luôn rồi. Trời ơi, mức giải. Thôi anh em bỏ qua đi, em mừng cho mày quá mày ơi. Ê này hỏi thật nha, anh em phải anh em tốt không? Tốt chứ mày. Số tiền của nó không tốt thôi. Cái số tiền của nó mua được một nửa hộp thôi. Tao lấy số tiền mày tao mua nốt. Mày nói cái gì? Mày lấy tiền của tao, mày lấy tiền luôn tao, mày mua rồi, mày lấy tiền của tao. Bạn bình tĩnh đi, bạn nói anh em tốt mà. Thì tiền để trong heo đất đó. Tao mua. Trời ơi. Ông Mạc ơi. Ừ. Tranh thủ sửa lẹ, con đi học nữa, sửa cái này chắc nghỉ học luôn quá. Trời nó hai ba lỗi vậy, từ từ cha nội ơi. Nhanh đi. Ừ. Ngoại tôi già rồi, hết hối hồi, ông kẹp vô tay ông giờ nè. Cho ông ăn nè. Trời trời. Cái gì vậy? Cái gì tại sao không thực thi cái quy định người ta đưa ra? Hả? Đó. Quy định gì? Tại sao ăn mà không đeo khẩu trang vô? Tại sao mà bận cái quần mà ngắn ngủn như vậy? Hả? Có được không? Ăn mà đeo khẩu trang thì sao ăn? Ăn được hết thì đừng có cãi tôi. Ba có bị điên không ba? Trời nắng nóng nữa, bạn quần dài chi vậy? Tối nực hả? Cái gì? Đó là quy định để bảo vệ bản thân mình. Tao lao vừa phải không chứ? Tôi không cần biết. Phải ăn mặc cái quần dài đeo khẩu trang vô, không là tôi phạt cả xóm là quét sân nguyên tháng luôn. Trời. Khùng quá. Làm quyền vừa. Đây. Nè ông. Gì nữa? Là con nói lòng mà bao nhiêu lần rồi, bây giờ sửa xe phải đeo khẩu trang, đeo bao tay vô đàng hoàng chứ. Trời đất ơi. Sửa xe phải bao tay làm sao tôi dặn con ốc? Không cần biết, đeo bao tay vô dặn vẫn được chứ không phải không được. Chứ bây giờ nè, ông để tay không ha. Ông dặn con ốc xong, ông qua ông lấy đồ ăn nè. Ông lấy đồ ăn bán này bán kia, ông bóc cho người ta ăn. Người ta ăn vô người ta bị bệnh, ngộ độc thực phẩm, đúng không? Dơ dái, đó. Xong rồi ai chịu trách nhiệm? Đó, người ta sẽ nói lên tổ trưởng. Tổ trưởng là ai? Tổ trưởng đó chính là con, đúng không? Đó ông thấy cái hậu quả nặng nề ghê chưa? Bao tay cho tôi đeo. Tôi không cần biết, phải đeo bao tay vô. Mua cho ông cái bao tay đi. Ông mới tới đây mà ông hết xài xể tụi tôi. Bây giờ ông xài xể qua đến ông ngoại tôi luôn hả? Xài xể cái gì? Tôi chưa nói tới con nha. Mới bị phạt hôm bữa mà bây giờ chưa tởn hả? Hả? Tôi chưa có nói hết vụ là ông là không phải đeo một bao tay. Phải đeo là hai cái bao tay chồng vô nhau. Trời ơi. Vậy mới an toàn được. Quy định của tôi đặt ra là mọi người phải thực hiện. Không thực hiện là tôi phạt hết cả xóm. Nghe chưa? Đeo khẩu trang, bận đồ lịch sự, kính mít vô. Nhậm nhí. À, biết không? Mày thấy thằng Tú lớp tao nó có ngu không? Tự nhiên đi chọc bà đó. Mắc cười đoạn thằng Khoa bị BD hả mày? Kể tao chịu không nổi. Trời ơi. Nghe đoạn thằng Khoa bị BD mà cười. Thằng Tú nó ngu thật á. Tại sao? Tại sao hai đứa bay không chịu đeo khẩu trang vô, bận đồ kính tay vô mình theo cái quy định tao đã đặt ra? Hả? Chưa kể ở đây mà còn cười ha 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 hi hi, làm ô nhiễm tiếng ồn. Hả? Phạt nha, kiểu này nó phạt là phạt ra quét lá nha. Ôi, nha. Không cần phải gì hết nhiều. Quét lá thì lâu lắm. Không, bây giờ tôi sẽ phạt tăng tiền nhà lên. Cái gì? Mỗi cái lần gì? Mà tao bắt gặp mà tụi bay không đeo khẩu trang, không ăn mặc hay quy định là tao sẽ phạt 50. Không, gặp phạt 50 mà đây gặp hai đứa phạt 100. Gây ô nhiễm tiếng ồn, phạt đứa 50, hai đứa 100. Tổng cộng là 100 với 100 cộng lại là 250. Cái gì? Ê, thằng kia.
100 cộng 100 là phải 200 nhá. Mù chứ. Mù chứ gì? Mù số. Cái 50 đó là cái công tao rình tụi bay, chứ tao có ở không đâu, tao đi rình ha. Ha. Là 250 tao không cần biết, lên đóng 250 phạt. Đừng có giỡn. Ném không? Ném không? Trời ơi. Sao mày đánh tao? Tao bực quá. Bực mày đánh gối đánh tao. La nữa bị phát hiện, phạt đứa 50% cộng với kia là 350. Đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên. Tại sao không đeo khẩu trang, không mặc quần áo dài tay? Tại sao ông cũng đeo khẩu trang, ông không mặc áo tay dài, ông nói người ta cái gì vậy? Đường này là do ta mở, cây này là do ta trồng. Đâu ra có lực rừng này vậy? À không, xin lỗi, mới coi phim xong bị liệu, làm gì ghê vậy. Nhưng mà tôi nói cho ông biết nha, cái luật này tôi đặt ra, tôi là người ở sạch sẽ nhất cái xóm này, hiểu không? Cho nên là tôi chỉ cần là mọi người ở sạch sẽ thôi, đó là mọi người sẽ không lây bệnh cho tôi. Ở đây ai cũng sạch sẽ. Đây, ai cũng sạch sẽ, đây cái phòng nè. Phòng nhìn gì? Đi. Phòng này sao? Nhìn đi, cái phòng này là cái phòng này gọi là cái phòng mà ổ chuột nhất của cái xóm. Quay. Ha, rất là dơ nè, đó bài cái này tùm lum tùm la hết là. Bài gì cái đó là ta ăn uống xong lát ăn uống cái gì không cần biết. Đó, vệ sinh đồ giường nhến nhện không chịu quét, thuê phòng trọ quét trách nhiệm với phòng trọ của mình chứ. Ủa biết sao phòng phòng của người ta đâu có làm, không làm không chứ. Cần biết, bây giờ tôi nói nghe nè, phạt 150 lát nữa là chỗ tôi đóng. Quay, quay. Cái gì kỳ cục vậy? Quay ra nói chuyện là ngoài coi. Tức thật chứ. Trời ơi, tiền ăn một tháng của tao. Tiền ăn của con heo đất của tao nữa. Ủa tại sao kỳ vậy? Trong khi đó ba đứa mình là nhịn đói, còn kẻ thù có tiền xài là sao? Tất cả đúng là rồi. Vì cái hộp cục trang này nè. Ê, cho mượn cái đeo đi mày. Bạn nói văng quá bạn. Mà thúi chịu không nổi luôn á. Giữ cái hộp khẩu trang này lại. Tao có cách trị rồi. Cách gì vậy mày? Khoan mày ơi, mày ơi. Mày nói to được không? Bịp cái khẩu trang này nãy nước miếng này văng thối quá, bịp vào nó bị nghẹt mẹ. Rồi nói lại đi. Khoan đã, để nó bỏ khẩu trang thì tao cũng phải bỏ khẩu trang ra chứ. Cái tay khó hiểu quá à. Tí thấy cảm thấy dễ hiểu hơn á, cảm thấy dễ hiểu hơn á. Hiểu chưa? Tụi mày hiểu cảm chưa? Cảm thấy dễ hiểu hơn. Lần cuối đi mày. Nói tóm lại á là khẩu trang, đập khẩu trang. Tùng ơi. Tùng ơi. Tùng ơi. Cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Ồ, ai vậy? Tớ nè bạn. Bạn không nhận ra tớ sao? Sáng tạo. Đó, tớ phải trùm kín thế này để cho gió nó không thổi vô, bụi bẩn nó không bay vô trong cơ thể và virus nó không xâm nhập được vào cơ thể của tớ. Được à, cái này sáng tạo nè, là cái này là đáng tuyên dương. Nhưng mà phải đeo khẩu trang nhiều vô để cho virus nó không xâm phạm vào cơ thể mình được. Hai cái rồi cậu à. Đeo thêm khoảng ba cái nữa đi. À thế tớ đi đeo tiếp đây. Được. Tốt. Đi đeo thêm đi. Rồi tớ đi đeo thêm đây. Cứ như vậy mà phát huy nha. Tốt lắm. Xin chào. Sớm trưởng thấy mình vậy á, có chấp hành đúng quy định không? À, bữa nay là chưa ngắn là ăn mặc như vậy là được nè. Nhưng mà chưa có kín đáo lắm nha. Kín đáo. Cái này là phải kiếm cái nón bảo hiểm á, đội vô. Đội thêm nón hiểm vô để bảo vệ mình hơn. Ok. À. Ok, bây giờ chưa có nón thì đeo kiếm đỡ. Tốt, tốt đó. Cứ như vậy phát huy nha. Được. Được. Ở đừng. Đừng tiếp xúc với những người chúng ta không nên đụng chạm vào nhau, phải không? Nhưng mà
Cái này kiểu này cũng được nè, hai người kia nó kín hơn. Cái này là cái coi chừng là vi khuẩn nó vô mấy cái chân này, ngón chân này nha. Hả? Rồi, ok, hay. Rồi, tặng luôn. Cố gắng lên nha. Chừng nào mà mòn thùng thì tới đây lấy thùng khác. Cứ cái đà này thì cái xóm của mình sẽ trở thành cái xóm mà sạch sẽ nhất Đông Nam Á. Mọi người hãy cố lên, phấn đấu vì mục tiêu cao cả đi nào. Dạ, mời chị ngồi. Dạ, cảm ơn em. Chị cứ ngồi đi chị. Tùng ơi! Bạn Tùng ơi! Tùng ơi! Có người kiếm Tùng ơi! Ai? Cái gì? Ra ngoài này lẹ đi nè! Đừng! Cái chuyện gì? Để tổ trưởng giải quyết nè! Sao? Có người kiếm cậu đó! Ai? Chào chị! Cho tôi hỏi, cậu có phải là chủ xóm trọ này không? Đúng rồi! Chủ tạm thời! Rồi tới đây có chuyện gì hả chị? Tôi đến đây để để thuê nhà đúng không? Thuê phòng trọ ở đây, tới đây là tìm cái địa điểm này là chính xác. Bởi vì đây là một cái xóm gọi là xóm văn hóa, xóm văn minh và sạch sẽ. Đó, chị tìm tới đây là... khoan, đợi tôi cái. Đây. Chị tới xóm này là chị phải tuân thủ theo cái quy luật là mua hai hộp khẩu trang về để dành đeo. Ai cũng phải đeo hết, đây coi nè. Đó, những cái trường hợp trước mắt. Đó, thấy chưa? Đeo khẩu trang, ăn mặc kính mít vô để cho vi khuẩn nó không xâm nhập vào cơ thể của mình. Ủa? Không bị gì cũng đeo nữa hả? Đúng, không bị gì cũng đeo, đeo vô rồi sẽ bị. Không, đeo vô là sẽ không bị gì hết. Để phòng ngừa cho bản thân mình. Vậy là cái luật này là do cậu đưa ra? Đúng, luật này là chính là Tùng đưa ra. Vậy thì... Khoan đã. Chị đến đây thuê trọ, người soạn thảo cái hợp đồng chính là tôi. Tại vì tôi là tổ trưởng chủ ở đây. Còn chị thì cứ ký vô của tôi thôi. Tôi không phải ký vô của chị. Tôi tin tự giới thiệu. Tôi là cán bộ y tế phường và mời cậu ký vào biên bản và nộp phạt 3 triệu đồng. Y tế phường thì kệ chị chứ, tại sao chị vô đây thuê bắt tôi đóng tiền phạt là gì? Theo lời nói trên đưa xuống á, thì tôi được biết á là người dân ở đây á ai nấy á cũng đeo khẩu trang, ăn mặc kín mít giữa trời trưa nắng nóng. Tôi nghĩ ở đây có dịch nên chúng tôi xuống đây kiểm tra. Ai ngờ đâu tất cả các chuyện ở đây đều do cậu gây ra. Ủa nhưng mà chị ơi, em làm như vậy là em bảo vệ bản thân em bảo vệ cho mọi người mà chị, để cho mọi người sạch sẽ không bị bệnh. Tội của cậu á là gây hoang mang cho người dân và cả cán bộ như tôi. Bây giờ em đâu có tiền đâu mà đóng phạt. Bán khẩu trang bữa giờ một thùng lời được có 300 ngàn mà bây giờ đóng phạt 3 triệu. Bây giờ tôi không biết, cậu cứ ký vô đây cho tôi. Bạn cởi áo khoác ra. Bạn muốn tôi phạt 30 triệu không? Dạ, em cởi áo khoác rồi. Bạn đừng có gây hoang mang như người khác. Dạ. Bạn cởi quần ra. Bạn thôi đi. Nãy tớ mới cởi áo khoác ở bên đến bạn đó, bạn cởi áo ra đi. Mình mặc có một áo tí bộ mình cởi. Không được, bạn phải cởi ra đi. Nghe lời đi. Rồi, im đi. Im đi. Tôi đang bị phạt nè.